Chào buổi sáng cả nhà. Chào cả nhà. Chào mưa lớn rồi cả nhà, nước quá rồi, quá chảy chảy rồi. Nước dấn có nhiều rồi, đổ kín kho rồi. Mà tối mưa lớn dữ lắm. Thường là mưa lớn là ba cha con mình phải canh mấy cái dớn huyền thoại. Cua với cá đồng tâm không. Ê, gian gian cưng biết làm sao mà ba đi xuống đổ không để cho cưng đổ không? Tại vì cưng khai trương rất là xui. Ba ừ liền chạy. Thôi từ xưa tới giờ. Lồng tông với cua hả ba? Nói vậy chứ nãy dưới nước biết còn gì trong này. Đổ thí lên. Thì mình cũng rất là may là ở đây mình có cái nguồn cá thiên nhiên. Có thể đi ra ruộng đi săn bắt. Qua có lươn ơi. Có lươn. Mình đổ vậy mình cứ để dành. Rộng lại, ăn từ từ. Lươn, ăn tâm cả. Ăn con bự bự không à. Từ từ nha. Rồi, lên chị hai coi nha. Tìm quá, cua nhiều lắm luôn. Lụm cá chê nhỏ bỏ lại. Cá lồng tông, sắp cua, cá rô. Được ăn luôn. Ừ. Trời ơi, cua này vàng rất nhiều rồi. Cái cá nhỏ nhỏ nha, cá rô với cá phi nhỏ nhỏ nó lụm lại con thả nó, cho nó sống à. Cá phi kìa, cá phi nhỏ. Cá tiêu nữa hả? Cái đầu tiên là bình thường, chưa có gì đột phá. Được cua nhiều, cá thằng tâm với lại lươn. Nhiều lắm nhiều nè. Thấy cây tuốt đặng mới nhiều dữ. Hết biết qua cạn mà mưa một cái nửa kinh nước. Mùa nước nổi là ba vũ, một buổi sáng là ba vũ 20 cái dớn vậy nè. Phải không ba? Thể dục mà. Ở đây là chắc giờ là ba cha con đi vô đây là giữa đồng là chỉ có ba người thôi. Ngoài ra không có ai nữa chứ. Thấy có con lươn. Có cái chốt rồi nó nè. Chặt cái chốt. Không có đồ đạn lương nãy ra sao ta? Xíu dùi xuống nè. Ôi, cái chốt trâu nó bự. Mưa cái chạy đúng không ta? Cái này mình phải đi về mình đổ ra mình coi mình mới biết cả nhà. Mình đổ ra nữa. Cái phi nhỏ à.
về đi mình lựa ra cái nào nhỏ nhỏ quá thì mình thả xuống sông, không thì thả xuống hầm. Lấy cái đắng đi. Ba cái vớt này là hình như là hả quanh năm là đều có cá. Và có khi mà những cái lúc mà mưa vậy nè cả nhà thì nó chạy nhiều hơn bình thường. Cái công đoạn đó là quan trọng. Không kéo răng tia là nước mà lại là công đoạn nó dài hết. Quá bằng ốc rồi. Bữa nay thấy ốc với cua nhiều. Mưa thì ốc nó bò, ốc cua rồi nó bò đi. Cá này nãy đi ngang là thấy nheo nhiều nhất rồi. Mà không biết coi có cá gì ngon. Sình nó đóng trong cái lợp á. Chứ cái lợp ba treo ấy mà nó có bị. Có gì ba la lên cho ba. Ba ơi ba. Có gì la lên nghe. Quá ốc rồi. Rồi lục tâm có lục lục đó nghe đó. Cái chốt cái gì ba sợ ba nắm nắm rồi. Chốt quá rồi, vô mánh này. Ở cái chốt mượn nè. Cái gai nữa. Đủ cái cá vậy. Thôi, cái thùng mình đựng sao hết, cá lóc luôn. Ủa nãy hai cái đem hai cái thùng luôn mà. Dồn vô cái giác được hai cái rồi. Còn ít khủng nữa. Con ếch này cho bé tôm với bé đô ăn được rồi. Lên ba. Ủa cái lợp này con thấy có cái chốt nhiều nè. Mày Giang ơi, nắm con ếch trước đi Giang. Chào con đi, con ba. chưa nha. Rồi. Cá giờ ơi. Bành bành vào lụm cua, lụm ốc hết không? Hay là đổ khí vô. Đổ vô đi về nhà lụa. Chưa có cái không tiêu xác. Cá sắc đi xuống đổ khí thí vô đi. Kê cá lóc cá chốt vô. Hết bếp rồi, cái này ngon. Có lương không? Cái này có lương không nha? Như có. Trời ơi, có cá rùa báo. Ba ơi. Bên này cái đằng đây cá rùa dữ vậy. Mưa gió mà. Về thì nữa mình bắt mấy cái con cá rùa nhỏ này mình thả dưới hầm mình đi. Lựa ra cá bự mình ăn, còn cá nhỏ mình thả xuống ao. Đủ thứ là cá. Nhỏ dứa. À cái mà có một cái sáng. Có một cái khúc đằng đây là chạy nhiều nhất. Cá đủ thứ chưa?
cá chớ, rồi cá rô, cá lòng tong, rồi lươn nữa cả nhà, rồi cua nữa, cá lóc nữa. Mình đỡ hơn gì mà ăn một cái mấy ngày chưa hết. À, mẹ thương con rất nhiều, con đi vô nhà đi. Xuống tắm cái quá trời ba cái ơi. Đây sốt con hết nha ơi. Trời. Ý. Ồ vậy là hai con ếch khủng. Quá trời. Ghê ta. Nước nổi này chắc có cá chạch nhiều à. Ừ, cái này mà có chạy cá chạch đây nè, bung ra lại dưới sông lên. Bữa chú Út đặt luôn được mấy con. Bây giờ thì mình lựa cá. Lựa cá. Sợ cá chốt. Ơi. Con này con cá chốt châu bự quá trời. Bữa nay cá rô ngon cực kỳ luôn. Nè cả nhà ơi, cái rô này cả nhà ơi. Lụm cá rô. Cái rô bự không mà. Lụm mấy cá rô bự rồi mình để mình ăn, còn mấy cá nhỏ mình thả xuống ao. Còn mấy cá lòng tong này nó xỉu mà chắc hồi cho cá ăn, cho lươn ăn. Cá chốt nó béo nè. Cá chốt này nhiều quá đó. Con này mình có mặn đây. Làm khô, làm khô. Còn sống không? Còn thả ao được không? Mấy cái gu phi mình không sử dụng, mình thả ao đi. Có mấy con mà. Có hai ba con vậy. Ấn cái chốt. Bữa nay quên sát cái gương rồi. Rồi. Chụp cái đây luôn. Nè. Có chút trâu cho bá không? Chút không á. Nó sạch cũng bự. Con lươn rồi ba. Để lươn ra cái xô. Đây. Cá rô ơi là cá rô. Cá chốt trâu, cá chốt trâu quá, bữa nay cá chốt trâu nhiều. Cá rô cá chốt bỏ đây nè. Giang làm móc ra đi Giang. Có cá trên. Lấy cây gấp mình. Thank you.
ba cha con lựa từ nãy giờ chưa xong. Cá chạch nó có đồ. Cánh thằng ơi, cá chốt giữ thằng với ba. Nó phải dèo lựa cho nhiều ghê không? Ừ, cá nhà cá chốt nè. Con cá chốt sọc này biết nói chuyện luôn rồi. Còn đây là con cá chốt trâu thôi ba. Cá chốt trâu với cá chốt sọc. À, nó cũng béo dữ dằn. Con cá này có con cá này đâu ta. Béo hơn đúng không? Phải làm kỹ. Cá rô nữa nè. Rồi cá rô này mình lựa cá rô bự mình ăn. Mấy cái con nhỏ này mình đổ xuống ao đi. Đổ ao đi. Dứt mấy cá lồng tầm nó xuống dưới cho mấy con cá kia nó ăn luôn. Rồi cá sặc. Cái này là cá chơi. Ủa lươn nhiều vậy? Lươn dần ngính không à? Một con lươn, hai con lươn, ba con lươn, bốn lươn. Rồi bên đây là cua. Trời ơi, bữa nay bỏ thu cái nhà. Bỏ thu nữa rồi. Dòng ba cá vô này vô luôn à. Quá nhiều cá giờ chưa biết ăn cá gì luôn. Còn mấy cái này mình đổ xuống ao. Mình lựa ốc ra hết rồi đổ xuống ao. Cái đó gì tào lao. À, cá lồng tông thì cho mấy con cá bự nó ăn, còn mấy cá rô này mình nuôi lại. Hồi nãy nó cũng lộn vô đây mới cá chạch nha ba. À. Chút lượm mới cá chạch với cá chốt bự bự mình kho xả. Ba kho cá chốt sập nha. Còn mấy cá chốt này để mình lại mình muối đi. Này thiếu bắt nồi cơm lên trước đi. Nay nấu cơm củi. Mình chiều nay là gia đình mình ăn cá chốt. Còn cá rô đồ chứ lươn cua rồi mình rộng lại rồi. Còn ngày mai làm mấy khác. Ủa kho rồi xong có rau gì không ba? Để chơi cà hấp cơm có lý. Cà mưa này có trái nè. Còn để con gà con cắt. Cắt chơi cà cái... Giờ ba lựa cá trước đi. Ôi trời nó chốt ngon. Tối quá hả? Tối hả? Tại cái rổ nó hơi cao. Tự qua luôn. Bay qua ha. Vậy mình kho cho nó có nước hả bà? Kho có nước thành sạch gì đó. Chấm với cà luộc. Cà luộc. Ờ vậy cái chốt còn lại mới hết nói biết nói chuyện à. Rồi cái rổ này làm xong rồi mà còn đâu cả 2 kg hả bà? Hôm nay mưa dầm muốn sáng đi. Kìa. Cá chốt bự. Chốt nái thật quý. Còn cá chạch nào dưới nữa không? Giang đang cuốc đất cho mẹ trồng ớt. Trồng ớt tiếp tục. Cắt giùm mớ cà nha. Cắt giùm chị mớ cà. Cắt liền hả cuốc? Ủa cái này cuốc lên gì rồi mình trồng cải trồng đồ cũng được chứ gì ta? Không cái này cắt lựa cắt luôn đi rồi mấy cây cà này dẹp luôn. Trồng cái loại cái khác. Nó cũng xì lắm rồi. Mấy cái trái non non. Lựa mấy trái non non em là nặng hết luôn. Đợt này nữa là mình chặt bỏ luôn nha cả nhà. Mình sẽ trồng lại cái khác. Ơi
đây đây nè cô ba. Cứng à. Nè, quả này được nè cô ơi. Sâu. Ồ, bị sâu rồi. Ớt thì cái này chồng được một khúc rồi, mà chưa có tủ rơm. Mai mốt là ớt quá trời ớt luôn nha. Chết bà gớt con trái ra rồi. Để nhanh lại liền chứ. Sợ nó thiếu hơi nó không chín. Mô phạt. Ba chú ý kẹo bột ngọt với kẹo muối nha ba. Đừng giống như chú Út nha, bỏ lộn cái gì muối mà tưởng bột ngọt. Tán muối vô kho cá mà tán trong muỗng muối. Ôi, sao quá mặn hả? Có nước sền sệt gì đó mình chấm với cả cơm. Nguyên ngày nay thời tiết kỳ kỳ, không có nắng nha bà, mà gió quá trời gió luôn. Ủa gì đó? Giấc giờ là chuyến mưa nữa rồi kìa. Cho nó nước vô rồi, còn có nước chấm mà. Chấm cả hết chưa? Sửa sắp xếp cái hình dáng lại đây. Ghê ha, sắp xếp cái hình dáng. Kho xả thì thơm xả. Sồi nát nó sắc xuống cái gì, sắc nó thấm vô con cá thôi. Qua này mà gấp quá nó không có thấm vô cái thịt cá. Dọn chén đi, sắp xỉ rồi đó. Cà hấp cơm phải dính cơm. Tự ba nói có ai nói gì đâu. Quái. Thánh thiền cái cà đó mà cũng được luôn trời. Cà này cái chèo nó lên mà chứ thôi. Nhặt cá xuống luôn đi. Cái này là cái sản này nha, chứ không phải cái cơm nè. Mời cả nhà ăn cơm chiều cùng gia đình bông lúa Đồng Tháp. Mưa bão rồi ăn cơm với cá kho xả cho nó ấm. Tạm địa gì ăn cơm không cả ông địa ơi. Đi tính lắm nha cả nhà, ngon lắm á nhà ơi. Tháng hạn này mà ăn được cá này là quý lắm. Cá chốt khủng và cá chạch kho xả. Cá chốt gì mà bự, mình thấy thèm. Mời ba mẹ, mời gian ăn cơm. Đây, mình kho sạch sạch gì nè. Mời cả nhà ăn cơm. Kho sạch sạch gì, kho nước mời cả nhà ăn cơm. Chấm cà. Yếu là ớt nha, chịu rồi ăn cho nó ấm. Bà cũng sắp rời tay mình. Mời cả nhà ăn cơm.
nguyên con bự á. Này ừ. Đơn vị tính bằng con. Mà cả nhà con cá chốt quá ngon. Bắt nguyên con rồi. Cá chốt này mưa á, nó sông lên. Nguyên vị đậm đà. Thấy vậy cho một cháu con á. Hồi thả này nó ngọt thứ gì chịu nổi trời. Mới. Mặn không mẹ? Chấm, mình thấy chấm cá mà. Kho này dưỡng lắm. Thử cá chạch nha, chắc mềm rồi nha. Xác gốc đó nha. Uống uống. Dính miếng ớt luôn trời. Mời cá nè. Vậy đúng không? Cá chạch. Cá chạch kho xả. Ồ, gian cắn là thấy mềm. Cắn những cái thịt nó mềm mà cái xương nó mềm luôn. Đi khỏi bởi xương. Ăn cơm xong nha, tủ ba cái ớt cho giò luôn. Còn tủ rơm nữa ha mẹ. Tủ rơm nữa rồi, tặng xong. Bây giờ là xác định là không có đi chợ được luôn đó nha cả nhà. Ở đây là mình xung quanh mình là có gì mình sử dụng đó, mình không có được đi chợ nữa. Thật sự cần thiết hết trơn. Mình đi lại thủ tục cũng gắt gói lắm chứ không hề đơn giản đâu. Người ta khó vậy cho chắc ăn. Không chạy bự ra luôn rồi, không chắc tới nào. Gà hấp cơm nó ngọt. Mới đó mẹ, mới cắt luôn. Quá ngọt. Sao con thấy cái chảo cá của bà là cái tay con nó rung dữ ta. Nhà ba mẹ ăn con cá chạch không? Có rồi. Có chưa? Mẹ ăn đi mẹ, cá chạch đi mẹ. Ừ, ngon lắm vậy hay ơi. Đây nè, ba thể dành cá chạch bên đây nè. Đây nè. Cá chạch nè. Gấp lộn xộn đi. Ngon lắm cái này ơi. Nè cá chạch coi thả về chúng vậy. Còn quá trời luôn. Còn cá đó mình kho hai lần nữa chưa hết. Kho tiêu hai lần với một lần chiên cũng mới hết. Mình để tủ đi mình kho lại ra. Đó chị Hai để chị Hai làm sạch sẽ để dành. Lên để vậy. Mình banh rửa da sức mình. Ừ. Con sợ cả nó già đó ba gì hồi nãy con ngọt vỏ quá. Ngày mai mình sẽ ăn gì ba? Cá rô mề với cua đi. Hay sao? Mời bọn con hái ra một coi đi. Cua nấu canh. Còn cá rô không ấy hấp cơm. Hay đây là làm món gì đó. Hồi tiêu nữa đi. Hồi tiêu nữa hả? Cá rô hả? Ngày mai sẽ biết. Ngày mai đi. Tao để tối nay ngủ suy nghĩ. Suy nghĩ món đi. Tại vì mình còn cá rô, cá chê, cua, lương. Còn nữa con cá chạch, con cá chớp. Tại rồi. Mặn thiệt. Chuẩn bị hết rồi. Đêm nay mà mưa nữa rồi dấn chạy nữa. Rồi mình cũng bánh tiếp. Nhưng mà bây giờ mình không có đem đi đâu được. Nếu mà hỏi mấy mình còn cho người này người kia được. Điện Dương Nam ba, biết làm sao cho cá Dương Nam không? Để vô cái bịch, đứng xa 2 mét chọi qua. Không có đâu. Dựng nằm á, ông sáng ông đi thăm lúa đó, chiều ông đi dạo ông đổ, tự ông đổ luôn à. Vậy là chắc cứu, có ai đụng ai chứ. Phải đứng cách xa 2 mét. Lấy cái bọc đứng ngoài hàng rào, lại cột, chỉ gì là người ta biết rồi. Mở ra thấy cá. Trời, tranh thủ ăn cơm để mình ra mình còn tủ rơm ha, cái bờ ớt của mẹ nữa để mưa nhường qua nữa đó. Mưa
qua tính là trồng cho rồi mà trồng có chút mưa quá à trời. Ở bên đó còn khúc đó mẹ đừng trồng ớt nữa, cho gian cuốc đi trồng khác. Có mua một cái mấy bột cải đó, gieo cải trồng trồng. Trồng mình trồng nhiều thứ đi, mình ăn thay đổi. Lần này mình trồng cải ngọt đi. Mẹ có mua cải ngọt cái xanh thì đúng. Ta dốt mày, ta dốt mày gấp cái đũa, tôi đũa nó cong nè. mẹ ba muốn trồng rau cải trời không ba? Trồng là cải xanh cải ngọt rồi chứ. Cái mồng tơi mình đi nhắc thời gian đây nè, mồng tơi nó mọc hàng hà xa số dưới đây mà còn kêu muối gì nữa. Mệt quá, người ta có 15 ngày đang nghỉ rồi, trồng 15 ngày chưa kịp lên. Mồng tơi với rau ngót mình có sẵn, rau má 5-10 ngày nữa cũng hết dịch chứ còn dịch rồi. Giờ hàng cũng xuống ăn miếng cơm. Chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà vào clip sau. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Mấy cái mướp hương ở ngoài để cho nó già để giống nha mẹ.